Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với cộng đồng Airdrop Crypto. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một cái kèo Airdrop Community Gaming. Đây là một trong những kèo đã gọi vốn được là khoảng 16 triệu đô đến từ những quỹ đầu tư nổi tiếng như là America Brand hay là Binance Lab. Cái kèo này thì nó sẽ đúng với trend của năm nay, đó là Web3 và trend gaming nhé mọi người. Dự án này đã xác nhận sẽ airdrop cho cộng đồng cũng như là chi phí bỏ ra là 0 đồng. Cái kèo này thì có một vài những cái tài khoản mà bị ban á, do là cái IP, nên là mọi người có thể fake IP bằng trình duyệt 1111 nhé. Đấy, mọi người có thể fake IP bằng trình duyệt này. Ok, đầu tiên thì mọi người sẽ truy cập vào Community Gaming. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng email, bằng Google hay là Discord, chọn sign up cho mình. Ok, mình đã đăng nhập thành công vào Community Gaming. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi chọn một vài những cái game mà chúng ta yêu thích. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi spin now để quay thưởng nhé. Ok, ở đây thì mình nhận đó là 250 point. Ở cái mục point program này thì khi mà các bạn đăng ký thông qua đường link giới thiệu của mình thì mọi người sẽ nhận được đó là 1000 điểm tại đây nhé. Và cái nhiệm vụ á, thì nó sẽ ở phần bên dưới, đó là kết nối tài khoản Twitter này, kết nối tài khoản Discord này và kết nối với tài khoản Google. Thì mỗi một nhiệm vụ này chúng ta sẽ kiếm thêm được đó là 2000 điểm. Và khi mà chúng ta kiếm được 10.000 điểm thì chúng ta sẽ có thể đủ điều kiện để có thể mở được những cái hộp phần thưởng tại đây nhé. Đó. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi liên kết với tài khoản Twitter. Ở đây thì mình sẽ chọn ủy quyền ứng dụng. Ok, tài khoản của mình đã được liên kết thành công. Ok, và khi mà chúng ta làm nhiệm vụ thì chúng ta cũng sẽ đồng thời điểm danh luôn nhé. Đấy. Và mỗi một ngày chúng ta điểm danh thì chúng ta có thể sẽ nhận được những cái điểm thưởng nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi hoàn thành tiếp một vài những cái nhiệm vụ. Ví dụ như ở đây, các bạn sẽ cần phải đi trả lời câu hỏi cho mình. Ok, và khi các bạn trả lời đúng thì mọi người sẽ được nhận thêm đó là 1000 point. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ nhé. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là viết một vài những cái thông tin cơ bản về bạn. Mình sẽ chọn Go này. Tiếp theo thì mình sẽ chọn vào là Messenger Profile. Và mình sẽ viết một vài những cái thông tin cơ bản của mình tại đây nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đến cái mục đó là Personal Information, tức là nhập thông tin. Thì ở đây mình sẽ nhập họ tên của mình, ngày tháng năm sinh. Ok, ở đây thì mình chọn đó là Stay Chain. Đó, mình đã nhận được thêm 500 điểm này. Tiếp theo là một vài những cái nhiệm vụ như là dự đoán nhà vô địch của giải vô địch thể thao điện tử thế giới. Thì mình sẽ chọn bừa thôi, T1 đi, chọn nộp. Ok, mình nhận thêm được 1000 điểm nữa. Thêm trò chơi yêu thích của bạn. Đây, trò chơi yêu thích đây. Mình sẽ thêm một vài trò chơi yêu thích của mình. Đó, mình nhận thêm được 500 điểm này. Ok, tiếp theo nữa thì sẽ là nhiệm vụ Follow X của dự án để nhận thêm được là 2000 điểm. Mình chọn là theo dõi này, chọn Follow này. Ở đây thì mình sẽ chọn là theo dõi nhé. Ok, mình nhận thêm được là 2000 điểm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi theo dõi tóm tắt cái eSports hàng tuần này để nhận thêm là 1000 điểm nữa. Đấy, mình nhận thêm được là 1000 điểm tại đây luôn này. Sau đó thì chọn là đi đi nhiệm vụ. Tiếp theo thì sẽ là thiết lập cái danh tính của mình, nhận được là 500 điểm. Ở đây thì sẽ chọn đó là xác minh ID. Cái này thì chúng ta sẽ cần phải tải cái ứng dụng Google App này, sau đó thì quét mã để nhận thêm được là 500 điểm nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái nhiệm vụ nữa để nhận được là 1000 điểm.
Nhiệm vụ này đã xóa rồi, tuy nhiên thì chúng ta sẽ làm thử nhé. Ok, ở đây thì mình cũng vẫn nhận được là 1.000 điểm này. Tiếp theo đó là đi liên kết tài khoản Google, nhận 2.000 điểm. Chọn liên kết. Sau đó thì sẽ chọn cái email mà các bạn hay dùng. Rồi, chọn tiếp tục. Chọn tiếp tục tại đây. Ok, ở đây tài khoản mình đã liên kết thành công này. Vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi tham gia vào cái dự án Community Gaming. Ở đây thì mọi người sẽ đi hoàn thành những nhiệm vụ. Mình đã hoàn thành được là 12 nhiệm vụ và kiếm được là khoảng 1.500 điểm. Cái điểm này thì sau này sẽ quy đổi ra được cái token chính của dự án. Đây là một trong những kèo rất là ngon. Kèo này đã gọi vốn được là khoảng 16 triệu đô đến từ vòng Series A. Có quỹ đầu tư America Brand hay là Binance Lab đầu tư thì rất có khả năng sau này cái token này sẽ list trên Binance luôn. Và ở cái mục Reward, tức là cái mục đổi thưởng á, thì hiện tại nó sẽ chưa cho chúng ta đổi thưởng đâu. Bởi vì dự án này vẫn đang trong cái quá trình testnet thôi. Đấy, sau này thì quy đổi ra được token thì mình sẽ lên video để chia sẻ cho các bạn sau. Còn bây giờ thì mình sẽ mở luôn cái book này. Bởi vì ở đây mình đã kiếm được 15.000 điểm rồi nhá. Mình chọn open này. Rồi ok, khi mà mở đây thì mình sẽ nhận được là khoảng 1.000 point nữa. Đấy. Và 1.000 point này nó sẽ cộng luôn vào cái phần thưởng ở tại đây nhá. Rồi, và trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho các bạn một kèo airdrop của Community Gaming. Đây là một trong những kèo đến từ Binance Lab. Còn một cái mục nữa đó là Invite Friend này. Đấy, mình sẽ copy cái đường link này. Sau đó thì sẽ chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia vào. Thì chúng ta sẽ được nhận thêm đó là 5.000 point nữa nhé. Ok, và mình cũng xin được kết thúc cái video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.